Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu ngọc điểm khủng chơi Tết nha cô chú. Và cái này thì nói chung là chậu như vậy bên con đóng hàng là vô tư, rất là khỏe cô chú. Và kích thước của chậu này thì đang dài tầm khoảng từ gốc lên tới cái ngọn khoảng 30 cm nha cô chú. Và cái chậu này đặc biệt là đang có 1, 2, 3, đang có 4 con cô chú. Và đây là chậu ngọc điểm mã số 1 và chậu này là màu hồng cánh sen nha cô chú. Chậu này là màu hồng cánh sen, mã số là mã số 1. Giá tiền của chậu này là 3.500.000 nha cô chú. Đây là cái mặt hoa của hồng cánh sen nè cô chú. Đó, hoa cực kỳ đẹp nha cô chú. Chậu này đang có tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nó khoảng gần 10 cặp lá cô chú. Đây là hàng trồng thuần tại cửa hàng bên con luôn, tại vườn luôn. Đó, đang có tổng cộng là 4 con nha cô chú. Và cái bản lá của nó là cực kỳ to, bản lá rất là to. Đây, kích thước của bản lá tầm khoảng 6 cm nha cô chú. Một bên lá là tầm khoảng 20. Và giá của chậu ngọc điểm hồng cánh sen này là 3.500.000. Và mã số của nó là mã số 1, màu hồng cánh sen nha cô chú. Ngọc điểm khủng đi chơi Tết á. Đây là hàng thuần rồi nên các cô chú mình về mình chăm rất là dễ. Đó. Và cái chậu như vậy thì Tết nó khả năng nó sẽ ra một cái chậu như vậy là khoảng 6-7 vò hoa là chuyện bình thường nha cô chú. Mã số là mã số 1, giá tiền là 3.500.000. Con sẽ quay cái mặt lá cho các cô chú xem. Đó, bản lá nè. Bản lá là 6 cm không nè cô chú. Lá này nó muốn giống như lá mít này nè. Mã số của chậu này là mã số 1. 3.500.000 cho mã số 1 cho cô chú. Ngọc điểm hồng cánh sen. Tiếp tục đây là cái mặt hoa của cây ngọc điểm màu trắng đốm tím nha cô chú. Và do cái cây này nó còn nhỏ nên cái mặt hoa nó không được dài lắm. Mặt hoa màu trắng đốm tím nha cô chú. Con chỉ quay cho các cô chú mình xem mặt hoa trắng đốm tím thôi. Đó, còn hoa này thì cái vò hoa này nó ngắn lắm, còn cái vò hoa cây bự nó mới dài. Tại vì cây này nó còn nhỏ nên bị mất sức. Rất là thơm nha cô chú, mùi thơm từ sáng tới tối luôn. Thoang thoảng rất là dễ chịu. Và đây là chậu ngọc điểm màu trắng đốm tím nha cô chú. Đây là màu trắng đốm tím. Và cái chậu này á, là đang có tổng cộng là 1 nè. Để con đo điểm cặp lá nha. 1 cặp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nó khoảng 11 cặp lá. Và nó đang có thêm là 2 mầm con. Và chậu này là chậu mã số 2 nha cô chú. Màu của nó là màu trắng đốm tím. Và giá tiền của chậu này là 3.200.000. Đang có khoảng 11 cặp lá. Bản lá thì dài tầm khoảng 7 cm. Từ gốc lên tới cái đầu là khoảng 35 cm á. Lên đầu ngọn khoảng 35 cm. Chậu này là đang có tổng cộng là 1 thân lớn và 2 mầm. Để con đếm cái nụ nha cô chú. Cái chậu này đang có 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chậu ngọc điểm màu trắng đốm tím này đây là hàng thuần. Và chậu này đang có tổng cộng là 7 vò hoa. À, 7 vò hoa nha cô chú. Ngọc điểm màu trắng đốm tím đang có tổng cộng là 7 vòi. Mã số của chậu này là mã số 2. Và giá tiền của nó là 3.200.000. Bản lá là khoảng 7-8 cm á. Nguyên cái bàn tay của úp cho còn dừa đúng không cô chú. Bản lá cực kỳ to. Đây, cô chú nhìn nè, 4 ngón tay còn là không xi nhê nè. Rất là to nha cô chú. Khoảng lá khoảng 7 cm. Và giá của chậu này là 3.200.000. Mã số của nó là mã số 2. Ngọc điểm màu trắng đốm tím mã số 2. Giá là 3.200.000 nha cô chú. Và tiếp tục đây là chậu ngọc điểm màu trắng đốm tím mã số 3 nha cô chú. Giá cũng là 3.200.000 luôn. Chậu này đang có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó đang có 10 cặp lá. Cô chú nhìn cái bản lá là cực kỳ đẹp nha cô chú. Lá nó lượng rất là đẹp. Một bên lá là tầm khoảng 25 cm. Và cái bản lá to nhất là tầm khoảng 7 cm nha cô chú. Bản lá cực kỳ to. Và chậu này đang có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chậu này đang có tổng cộng là 8 vò hoa cô chú. Và cái mầm con của nó đang có là 1, 2, đang có 3 mầm. Mã số là mã số 3, giá là 3.200.000. Và chậu này đang có 10 cặp lá, 3 mầm con và 8 vò hoa. Giá của chậu này là 3.200.000. Đây là màu trắng đốm tím nha cô chú. Từ gốc nó lên tới cái đầu ngọn là nó đang dài tầm khoảng 35 cm. Đây là ngọc điểm khủng nha cô chú. Bụi rất là to.
để trồng được cái giò mà nó nhiều cọc lá như vậy là sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Và giá của chậu ngọc điểm màu trắng đâm tím này là 3.200.000, mã số của nó là mã số 3, 3.200.000 nha cô chú, mã số 3. Và đây là chậu ngọc điểm mã số cuối cùng cô chú. Chậu này là mã số 4 và giá tiền của chậu này là 2.800.000 nha cô chú. Đó, đang có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cặp lá. Đang có 11 cặp lá cô chú. Này cô chú, so sánh bằng lá con với bằng tay con nè. Không có một vé luôn cô chú. Bản lá cực kỳ to. Và cái bản lá này nó đang dài tầm khoảng gần 8 cm luôn á. Đó. Lá rụt nha cô chú. Và cái giò này đang có tổng cộng là, để con đếm thử coi. Hai, bốn, sáu, đang có 8 vò hoa nha cô chú, màu là màu trắng đốm tím. Giò này đang có tổng cộng là 8 vò hoa. Cái lá là cực kỳ khủng nha cô chú, bản lá rất là to luôn. Đây là mã số cuối cùng, đây là màu trắng đốm tím nha cô chú. Đó, cô chú nhìn cái bản lá nè, nó cỡ nguyên cái bản ngón tay con mà để vô là không xi nhê nha cô chú. Đây, không xi nhê luôn á. Giá của chậu này là 2.800.000, để trồng được mấy cái chậu như vậy thì rất là khó, rất là mất thời gian nhiều nữa các cô chú mình. Nên về sưu tầm, đáng đi sưu tầm luôn á. Chơi Tết là rất là đẹp. Mã số là mã số 4, đây là mã số cuối cùng. Giá là 2.800.000. Ngọc điểm màu trắng đốm tím 2.800.000, đây là mã số 4. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào các cô chú.